Rồi tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn mình chỉnh sửa cái phần thông tin hotline chat trên website. Ở đây tôi đang có là sẵn login là chat ở đây thì mình sẽ chỉnh sửa ha. Và nếu mình không thích xài login này, mình sẽ xài một login khác. Tôi sẽ giới thiệu bạn một login khác, chat khác. Mình tùy theo mình muốn xài cái loại nào mình xài cái loại đó ha. Ví dụ cái loại có sẵn ở trong đây tôi cài sẵn cho các bạn rồi, thì bây giờ mình sẽ sửa ở đâu? Button contact nè, lúc đây. Vô đó mình sẽ sửa lại thông tin là chat Zalo, số Zalo của mình là những là số nào, Viber là số nào, mình sửa lại tất cả mọi thứ ở đây. Đây. Rồi, ID fanpage là cái nào? Mình nhớ đây. Mình có thể lên mạng tìm file cái ID fanpage bỏ đây. Nhớ đó là mình xài cái sẵn của tôi ở đây. Rồi số điện thoại ở đây. Ở đây nó có một cái all in one là cái gì đây, tôi vừa coi. All in one là như là nó chọn icon hay gì ấy. Tôi thử cái này coi là cái gì. Chọn màu. All in one là kiểu nào? All in one là này, là một cái vậy thôi. Bấm cái này nó ra. All in one là cái này bấm vô chui ra. Nghĩa là nó một cục thôi, dùng cục. Mình thích xài đó, mình xài. Nha. Đó. Rồi dù không thích, em thích xài lúc bên này. Em thích ở bên khác nó lạ lạ một chút. Nếu không thích xài này thì tắt nó đi. Để tắt cái lúc bên này, vô lúc bên nè. Tắt cái này không xài nữa. Giờ em thích xài bên khác. Em không xài bên khác là lúc xài nó và xài bên khác. Thì mình sẽ tắt nó đi bằng cách mình vô lúc bên. Vô quên rồi, sau đó mình kiếm cái từ contact, button contact. Button contact à. Ngừng kích hoạt là mình không xài nó nữa. Đó. Rồi sau mình cài mới cái login mới là login tôi giới thiệu đây, login chat bắt đầu đây, cài mới đây, login này vô. Đây nó đây, cài vô. Kích hoạt luôn. Rồi, kích hoạt xong rồi thì mình sẽ thấy nó ở đây. Đây, mình vô item để mình sẽ lấy ra những item cần thiết ra. Ai có cài rồi thôi, không cần cài nữa ha. Mình muốn lấy là, ví dụ như là lấy Facebook đem qua, xài điện thoại đem qua,
Zalo đem qua đó. Đó, như ví dụ tôi muốn xài như đây thôi. Facebook thì tôi lấy đường link Facebook của tôi, Messenger, Messenger, Facebook. Tôi có Facebook IP, ID, xong mới lấy cái đường link lên Facebook ấy được. Đó, ví dụ tôi lấy cái này đi, Facebook này đi nha. Đó. Rồi. Đây, ở đây thì phải link, đây phải có Facebook ID. Đây tôi, ví dụ ID tôi đây đi. Nha. Điện thoại. Đó. Rồi. Zalo. Zalo. Dùng Zalo. Dùng bong bóng. Nói dùng vậy mà muốn thêm gì mình thêm ấy, tôi như đây thôi. Ví dụ lưu thay đổi. Rồi, sau đó nó tới phần cài đặt chung. Cài đặt chung mình nên bấm cho hiển thị nó nha, tôi có sai. Rồi sau đó mình để cái từ gì đây. Ví dụ như bạn cần tư vấn gì hãy chat với chúng tôi, ví dụ đi. Tư vấn gì? Vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hãy với chúng tôi chẳng hạn như vậy ha. Rồi tên của mình, cấp thông tên của mình là gì, nhân viên tư vấn dụ và nhân viên kỹ thuật đi, nhân viên chăm sóc, chăm sóc đi một. Ví dụ nhân viên chăm sóc gì đó ha. Anh đại diện bỏ vô có không? Anh đại diện bỏ vô, chọn vô đây lấy anh đại diện bỏ vô. Nếu có anh đại diện của cái hình người ngoài á. Ví dụ tôi lấy hình này, anh chàng ở đây bỏ vô. Rồi tên là tên viên tư này, cái này lát, sorry cái này là lát bên sorry cái này lát là để bên ấy. Bên custom CS, tên này mới đúng. Tư vấn đúng phòng kỹ thuật đi. Gì đó đi, mình đi ha. Rồi ghi, welcome, nội dung. Này vô đi, mình đi chào đi. Chào bạn. Cái gì? Vui lòng liên hệ với chúng tôi chẳng hạn đó. Như vậy thôi. Rồi, ví dụ vậy đây, mình ghi gì thì mình ghi, ví dụ vậy luôn. Đó, rồi vậy đi. Rồi xong rồi, ra đây còn đôi F5 để mình kiểm tra lại ha.
Đó thì mình sẽ thấy nó dưới đây. Nè, mình thấy góc đây. Đó. Chữ các bạn ơi, cứu tôi nè. Đó không nữa, đây. Bấm vô Zalo thì dẫn nó Zalo của mình. Bấm vô đây gọi điện thoại, bấm vô đây dẫn nó Facebook. Ví dụ như vậy. Màu sắc như thế nào thì mình vô đây mình chỉnh lại ha. Tôi chỉnh màu đây nè, màu đây ha. Muốn màu gì mình chỉnh vô màu đó rồi. Màu này ví dụ như vậy. Rồi muốn luôn muốn hiện hiện cái lời chào nè. Hiện thì muốn hiện bấm vô. Còn không có thì nó không hiện ra. Lời chào á. Chờ xíu, chờ xíu. Ở đây. Ở đây thì nó sẽ hiện tên đây. Nè. Được chưa? Đó. Mình muốn ẩn cái gì đi thì mình vô đây. Mình vô đây mình ẩn đi. Rồi. Nếu mình muốn hiện thì mình ẩn hiện thì mình bấm vô nút ẩn hiện thôi ha. Đó. Đó là mình là đó. Đó là cái phần hotline chat như thế. Nha. Hotline chat như thế. Rồi mình tương tự vậy mình sẽ sử dụng nó để mình làm cho riêng của mình ha. Rồi.